Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay hai cái con siêu phẩm của Shimano giá trầm trung vừa cập bến nha cả nhà. Thì bữa giờ cái dòng Syrarusa size 8.000 nó hết hàng cách đây là cỡ 3-4 tháng luôn. Cái con Kajit này thì hết hàng cỡ 1 tháng. Thì hôm nay hai cái con này vừa về vừa cập bến tại shop em luôn nha cả nhà. Thì những cái thông số về liên quan tới cái máy á, thì anh em cứ vui lòng lướt xuống phần dưới, trong cái phần mô tả của video em có để một cái link bài viết á, tới cái bài viết mà viết về hai con này nè, anh em xem thông số giùm em ha. Còn những anh em nào đã biết rồi thì giờ là chỉ việc lên đơn đặt hàng thôi nha anh em, lên đơn đặt hàng thôi. Cái dòng này dòng Chajit 8.000 HG, còn bên đây là dòng Saga cũng 8.000 HG luôn. Thì hiện tại công ty vừa cập bến cái size 8.000 thôi nha anh em, tức là size 6 cũng chưa về, size 10 cũng chưa về, nó chỉ được size 8 thôi. Thì khi nào mà có hàng về tiếp á thì em sẽ thông báo tiếp. Thì nói chung có hàng nào mà đứt hàng lâu lâu mà có lại thì em sẽ làm cái thông báo. Anh em nào mà trong thời gian mà em hết hàng có hỏi á, hoặc là có đặt trước á, thì cứ liên hệ lại giùm em ha, liên hệ lại giùm em. Thì những dòng này thì cái tiếng đặc biệt, cái tiếng kêu của nó rất là đã luôn cả nhà, cái tiếng xé mô bin rất là đã luôn, phê không, quá tuyệt phê luôn cả nhà. Cái dòng 8.000 thì thích hợp cho anh em mình quýnh dịch vụ, quýnh giải từ C1 tới tất cả các C còn lại, rồi quýnh biển thoải mái luôn đó. Thì dòng này là dòng 8.000 nè cả nhà, 8.000 của Saga. Syrarusa thì màu đặc biệt của nó là màu bạc, bạc với một phần xanh đen ha, núm thì núm núm bằng bằng cao su, núm cao su đó. Máy thì hàng này sản xuất tại Malaysia anh em. Thì nói chung cái dòng này nó đã quá gọi là quá quá phổ thông rồi đúng không? Nói chung là nhiều anh em biết cái dòng này rồi. Clip này thì em chủ yếu là để quay thông báo thôi, thông báo cho anh em mình biết cái hàng nó có lại á, để anh em mình đặt hàng đó. Về công nghệ thì chống nước, ít gồ test, rồi nói chung những công nghệ tiên tiến nhất của Shimano hiện tại. Đặc biệt là cái tiếng này rất là đã luôn. Con này là con Saga nè anh em, ghét không? Em sẽ test thử cái con Trajit. Trajit thì nó màu đen hơn, tức là xanh đen nha, nguyên nguyên body nó xanh đen hết, cái phần cối thì có một xíu màu bạc thôi, núm thì núm tròn ha. Thì cái tiếng của Trajit cũng rất là ok nha anh em, tính ra cái tiếng Trajit nó nghe nó đã hơn ha. Đó, anh em đi câu rất là thích nghe cái tiếng này, cái tiếng này làm cho anh em mình kích thích, gọi là tạo cho anh em mình cái sự hưng phấn á, rất là khoái luôn. Ok, thì anh em nào có đặt hàng thì cứ liên hệ giùm em nha. Hai số điện thoại này nè, em có để trên màn hình nè. Thì hai số này có Zalo, anh em nếu mà không gọi thì có thể nhắn tin Zalo đặt hàng. Thì bên em rất là đơn giản, anh em chỉ chốt đơn, không cần đặt cọc trước luôn nha anh em, không cần đặt cọc trước, chốt đơn cho em xin là tên, địa chỉ và số điện thoại. Em sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay. Anh em được quyền khui ra, kiểm tra xong hàng ok là thanh toán tiền. Còn anh em mà muốn đến trực tiếp shop mua thì cứ đi địa chỉ nè: B5 đường 672 Phước Long B quận 9, kế bên ngay chỗ Ủy ban quận 9. Anh em cứ tìm trên Google Maps là đồ câu Thanh Tuấn là nó sẽ ra định vị chỗ cửa hàng em luôn. Thì anh em cứ đến trực tiếp mà mua ha. Thì ví dụ như bình thường em ship đi á thì em sẽ bao ship, còn khi anh em tới shop mua thì sẽ được ưu đãi tặng thêm quà, khóa đai hay là bao gì đó, tùy tùy theo anh em mua 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 hàng rồi có mua gì nữa thêm thôi. Đó. Rồi ok, thì thôi clip này em xin kết thúc tại đây nha. Anh em có đặt hàng thì liên hệ sớm giùm em. Thì cảm ơn anh em mình thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ shop nha.